Xin chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu, mình là thầy Tuệ Minh, là một trong những người điều hành và sáng lập Học viện Phong thủy Nam Việt. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video để mà giới thiệu cho các bạn khóa học phong thủy cấp tốc mà sắp tới mình sẽ khai giảng tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. Thì các bạn có thể yên tâm là cái khóa học này là mình đã tổ chức khóa thứ tư và bây giờ đó là khóa thứ năm. Tức là về cái kinh nghiệm giảng dạy môn phong thủy của mình nhé, thì nó khá là nhiều rồi. Tuy nhiên cái khóa học mà phong thủy cấp tốc á, thì mình cũng mới triển khai từ năm ngoái đến năm nay thôi. Thì tổng cộng mình cũng đã tổ chức 4 lớp và đã thành công tốt đẹp rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video clip để giới thiệu cho các bạn cái khóa học thứ năm sắp tới mình sẽ mở tại Thành phố Hồ Chí Minh và mở tại Hà Nội. Thì đầu tiên cái khóa này mình có tên gọi của mình là khóa phong thủy cấp tốc, mình để đào tạo ra những người mà có thể hành nghề được phong thủy luôn. Cái đó là cái mà mình có thể khẳng định. Bởi vì thông qua cái quá trình giảng dạy cũng như thông qua quá trình mà thực tập và nghiệm chứng các cái trường hợp thực tế về bộ môn phong thủy, thì mình đã đúc rút ra được những cái kiến thức, chắt lọc những cái kiến thức, những cái tinh túy và những cái kiến thức tinh túy đó mình sẽ đưa vào cái nội dung của cái bài giảng trong cái khóa học này. Khóa học này phục vụ cho những người mà có cái nhu cầu mà trở thành một cái phong thủy, để mà đi hành nghề phong thủy, có thể là tư vấn và chỉnh sửa phong thủy, làm phong thủy cho nhà của mình hoặc là cho khách hàng. Và những người này họ sẽ không có nhiều thời gian để học theo các cái khóa lâu dài, cái khóa mà đi với từng bước từ từ, mà họ chỉ có thu xếp được một khoảng thời gian ngắn nhất định thì chúng ta có thể là đăng ký cái khóa học này. Mặc dù cái thời gian khóa học khá là ngắn nhưng mà kiến thức sẽ cung cấp khá là nhiều, khá là đầy đủ, và đặc biệt là chắc chắn là sẽ cung cấp cho các bạn những cái gì mà thực chiến nhất, những cái gì mà tinh túy nhất của các cái bộ môn phong thủy, để chúng ta làm sao để chúng ta nắm bắt được cái cách làm, cách luận của một ngôi nhà, cũng như là cách làm một ngôi nhà nó đúng theo mặt phong thủy là như thế nào. Thì mình cũng nói luôn cái khóa học này thực chất nó chỉ kéo dài là 6 ngày. Như vậy trong cái 6 ngày này thì bao gồm cả phần lý thuyết và phần thực tế. Tức là phần thực tế này thì nó sẽ có hai cách. Một là mình sẽ có một cái, nếu như trong cái khóa học này mà có khách hàng nào mà có nhu cầu làm phong thủy thì mình sẽ dẫn cả lớp đi để mà thực tế ngay cái trường hợp của khách hàng. Hoặc là có thể chọn một cái nhà của học là một cái văn phòng công ty của một bạn nào đó ngay trong lớp học của mình, để mà chúng ta tiến hành đi tới đó, chúng ta tiến hành đo đạc và luận phong thủy và là chỉnh sửa phong thủy. Thì cái khóa học này mặc dù có 6 ngày thôi nhưng mà cái lượng kiến thức nó khá là nhiều, và chắc chắn là sau cái khóa học này, ngoài cái việc là hướng dẫn cho các bạn cách setup, tức là cách làm một cái căn nhà hợp phong thủy như thế nào, thì còn hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta luận một căn nhà nữa. Bởi vì khi vào một nhà người ta thì cái điều quan trọng nhất là mình phải luận được căn nhà đó là tốt hay là xấu, tốt cho việc gì, xấu cho việc gì, hoặc là căn nhà đó tốt cho ai, xấu cho ai, vân vân. Căn nhà đó tiền tài hao tán hay là tiền tài tốt, căn nhà đó là đường công danh nó sáng làng hay là đường công danh bị bế tắc, hay là căn nhà đó mang những cái bệnh tật gì, hoặc là những người trong căn nhà đó, những đối tượng nào bị bệnh gì, thì chúng ta phải biết cách để chúng ta luận được căn nhà. Tức là chúng ta phải luận được căn nhà tốt xấu về mặt phong thủy, sau đó chúng ta mới tiến hành là chỉnh sửa cái căn nhà đó như thế nào cho hợp phong thủy. Đó là hai cái nội dung chính trong cái khóa học này. Thì mặc dù nói này có hai nội dung chính như thế, nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng được gần như là nguyên cả cái bộ môn phong thủy nó đều nằm trong đó, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta vừa luận căn nhà rồi vừa đưa ra phương án chỉnh sửa căn nhà như thế nào để cho nó tốt về mặt phong thủy. Nó cực kỳ là cũng là nhiều kiến thức và nó không có dễ nha các bạn. Thì cái câu hỏi mà đặt ra là với những người mà chưa biết gì về phong thủy thì có thể học được không? Thì câu trả lời của mình là kể cả những người chưa biết gì về phong thủy, chúng ta cũng có thể là tham gia luôn cái khóa học này, chúng ta vẫn có thể tham gia được. Và bởi vì những cái khóa học trước ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và kể cả tại Hà Nội luôn, thì các bạn đều trong lớp đều có vài bạn, mỗi lớp như vậy đều có vài bạn là gần như chưa biết gì về phong thủy, gần như là mới tiếp xúc hoàn toàn về phong thủy, nhưng mà qua quá trình giảng dạy qua những cái ngày đó thì vẫn có thể tiếp thu được và vẫn có thể thực hành được như thường. Cho nên là các bạn có thể là yên tâm ở chỗ là các bạn mặc dù chưa biết gì về phong thủy, các bạn cũng có thể tham gia các cái khóa học phong thủy cấp tốc này. Bởi vì phong thủy cấp tốc này là mình nói luôn là mình đào tạo ra những người có khả năng có thể hành nghề được, có đủ kiến thức để có thể hành nghề được,
Còn cái việc người đó có muốn hành nghề hay không, hay là người đó chỉ học để phục vụ cho cái nhu cầu của bản thân, mong muốn chỉnh sửa cái phong thủy cho căn nhà của bản thân hay là cho những người thân xung quanh thôi, thì đó là lựa chọn của người ta. Bởi vì kiến thức thì cung cấp đủ, nhưng mà có người thì người ta sẽ đi theo con đường là ô, tôi hành nghề phong thủy, tôi sẽ đi làm phong thủy cho khách hàng. Nhưng mà có người ta không có nhu cầu làm phong thủy cho khách hàng, người ta chỉ muốn điều chỉnh cái phong thủy cho căn nhà của chính người ta đang ở hoặc là nhà của những người thân, thì đó là lựa chọn của mỗi người. Còn về cái kiến thức thì chắc chắn là mình sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức đủ để các bạn có thể hành nghề phong thủy. Rồi, ngoài ra cùng một câu hỏi khác đặt ra, vậy thì những người chưa biết gì về phong thủy cũng có thể học được, vậy thì những người mà người ta đã biết gì về phong thủy, người ta đã thậm chí người ta đã có kiến thức tốt về phong thủy, hoặc là hơn nữa là người ta đã từng hành nghề phong thủy, thì có nên học khóa này không? Câu trả lời của mình cũng là chắc chắn rất cần để học. Bởi vì sao? Bởi vì cái khóa học này là cái khóa học mà ngoài những cái lý thuyết thì còn có đưa những cái thực tế vào, những cái nghiệm chứng thực tế cũng như những cái kiến thức mà mình đã được trải nghiệm, mình đã được trui rèn, đã được rèn luyện qua quá trình làm phong thủy lâu năm, cũng như là quá trình dạy phong thủy một thời gian khá là dài. Mặc dù cái tuổi của mình thì nó cũng rất là trẻ so với các thầy phong thủy, nhưng mà mình cũng khẳng định rằng là cái số lượng các cái căn nhà, các cái công trình về mặt phong thủy mà mình chiêm nghiệm và mình đi làm thì thực chất là rất là nhiều. Là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái số năm mà mình bắt đầu nghiên cứu phong thủy cũng như là đang giảng dạy về mặt phong thủy này cũng là khá là nhiều so với rất là nhiều người, cũng như là cái về mặt cái học thuật của mình thì mình cũng là tự tin là mình biết khá là nhiều trường phái. Đương nhiên kiến thức là vô tận, mình không dám nói là mình là người biết được hết tất cả mọi thứ hoặc là mình là một người toàn năng, nhưng mà rõ ràng những ai mà theo dõi kênh YouTube của mình hoặc là đã tham gia các cái khóa học của mình hoặc là thậm chí kết bạn trên Facebook của mình thôi, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là mình là một người biết rất là nhiều các cái bộ môn cũng như các cái trường phái khác nhau, để có thể từ đó đúc rút và kết hợp lại làm sao cho mọi thứ nó đi vào một cái quy chuẩn, một cái barem để chúng ta có thể theo. Rồi, cho nên là dù khóa học 6 ngày thì các bạn cũng có thể yên tâm ha. Chắc chắn là kể cả những người mà học phong thủy lâu năm rồi cũng sẽ có được những cái kiến thức cực kỳ bổ ích trong cái khóa học này, chứ không phải là khóa học này chỉ dành cho những người chưa biết gì hoặc là những người mới biết đâu. Thậm chí những người mà giỏi về mặt phong thủy thì mình nghĩ rằng là khóa học này cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Thì mình nói lại luôn là cái khóa học này, nhắc lại là cả lý thuyết và thực tế. Thì năm ngoái khi mà mình mở cái khóa học này lần đầu tiên thì không đưa cái kiến thức, tức là không đưa cái thực tế vào, tức là không có cái vấn đề là dẫn học viên đi thực tế, mà chỉ đơn thuần là dạy tại lớp thôi. Nhưng mà sau đó là ra lớp ngoài Hà Nội thì một anh học viên Hà Nội là đề nghị rằng là có cái buổi thực tập thực tế tại một nhà của khách hàng hoặc là nhà của học viên. Thì lúc đó là ngay cả cái khóa thứ hai mình tổ chức tại Hà Nội thì mình cũng đã dẫn học viên đi thực tế luôn. Và kể từ đó thì mình đưa cả cái nội dung thực tế vào, tức là dẫn học viên đi để làm cái công trình thực tế luôn, để cho học viên nắm được cái quy trình cách làm việc cũng như là tư vấn cho khách hàng như thế nào để chúng ta nắm luôn. Do đó là từ cái khóa thứ hai trở đi là mình đưa cả cái phần thực tế này vào, chứ không chỉ là dạy lý thuyết suông ở trên lớp như là cái khóa học đầu tiên. Đương nhiên nói là lý thuyết suông thì trên lớp mình vẫn đưa ra những cái ví dụ thực tế để cho các bạn làm bài tập, các bạn nắm và hướng dẫn cho các bạn giải, chứ không phải là lý thuyết là chúng ta chỉ học lý thuyết đơn thuần là cứ theo cái lý thuyết suông, mà vẫn có những ví dụ thực tế. Nhưng mà mình ví dụ thực tế này là mình đưa từ ngoài vào và đưa lên bảng để chúng ta giải quyết ở trên lớp, giải quyết ở trên bảng, chứ không phải là đi đo đạc thực tế ngoài hiện trường. Thì kể từ khóa thứ hai, khóa thứ ba, khóa thứ tư thì mình đã đưa các bạn đi thực tế tại hiện trường, và bây giờ từ khóa thứ năm này đương nhiên vẫn có cái mảng là thực tế tại hiện trường luôn, để các bạn xem như là cầm tay chỉ việc tại thực tế luôn, ngoài cái việc học lý thuyết nha các bạn. Rồi, về cái lịch học thì là chúng ta sẽ học cả ngày. Buổi sáng là khoảng từ 8:30 cho đến 12:30, và buổi chiều á là từ 14:00 cho đến 17:30. Đây là cái lịch học
của chúng ta hàng ngày. Nó khoảng có thể du di qua lại một chút xíu, nhưng mà lịch học sẽ tương đối như thế này. Mình sẽ học luôn từ thứ hai tới thứ bảy, tức là đúng rồi, từ thứ hai tới thứ bảy, đúng không ạ? Cái lịch học tại thành phố Hồ Chí Minh, xin lỗi, từ thứ hai tới thứ ba tới chủ nhật đi các bạn ha. Bởi vì thứ hai tới thứ bảy thì đúng là hơi kẹt, đúng không ạ? Cho nên chắc là chúng ta sẽ điều chỉnh lại lịch một chút xíu, là từ thứ ba tới chủ nhật, đúng không ạ? Như vậy là thứ ba sẽ là ngày 22 đến ngày 27, và đây là ngày 29 đến ngày mùng 4. Rồi, xin lỗi các bạn nha, chúng ta đổi lại cái lịch một tí, tức là 22 đến rồi 22 thì đến ngày 27, đúng không ạ? 22 đến 27 tháng 9 và 29 cho đến mùng 4 tháng 10. Đấy. Đây, tức là lịch của mình nhá, lịch tại thành phố Hồ Chí Minh là từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020, từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 30. Còn mà lịch tại Hà Nội là từ 29 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10 năm 2020. Đây là lịch nha các bạn. Đương nhiên lịch này nếu như mà những ai mà có kẹt việc đột xuất hay là có cần như lịch thì các bạn có thể inbox bảo lại cho mình, để mình sẽ hỏi ý kiến của các bạn khác, để chúng ta có thể điều chỉnh cái lịch du di một chút xíu cho nó phù hợp. Hoặc là thậm chí nhiều bạn ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn chỉ rảnh cuối tuần thôi, chỉ mong muốn học cuối tuần thôi, thì chúng ta cũng có thể là inbox để mà trao đổi với mình về cái lịch học, để chúng ta thỏa thuận lại, thống nhất cái lịch học trong các lớp. Thì cái số lượng học viên tối đa, đối với bộ môn này thì số lượng học viên tối đa của mỗi lớp là mình chỉ nhận 10 học viên thôi nha các bạn. Mình sẽ không nhận nhiều. Nhận nhiều mình sẽ từ chối và hẹn các bạn lại là ở khảo hạch sau. Còn cái khóa học này mình chỉ nhận đúng 10 học viên là tối đa thôi, kể cả tại Hà Nội và kể cả tại thành phố Hồ Chí Minh. Về cái mức học phí, về mức học phí thì từ ngày hôm nay cho đến ngày hết ngày 14 tháng 9 là mình sẽ lấy cái mức học phí là 35 triệu một người. Rồi, và sau ngày 14 tháng 9 thì những ai đăng ký sau ngày này là 50 triệu một người. Đó. Cho nên là những ai mà có nhu cầu, chúng ta mong muốn học cái khóa học này, thì các bạn cố gắng các bạn thu xếp tiến hành đăng ký trước ngày 14 tháng 9 để chúng ta lại có được cái mức học phí nó ưu đãi hơn, đó là 35 triệu một người. Và các bạn có thể là không cần phải chuyển khoản hết, các bạn có thể là chuyển khoản một phần để xem như chúng ta đăng ký trước là được, rồi đến cái ngày học chúng ta có thể hoàn thiện lại, hoàn thành cái số học phí còn lại, chứ các bạn không cần đóng lên một cọc luôn, đúng không? Bởi đóng lên một cọc thì chắc là với nhiều người thì cái số tiền này nó cũng khá là lớn. Tuy nhiên, nói là nói số tiền lớn, nhưng mà ngược lại cái kiến thức của các bạn học được, mình chắc chắn là đảm bảo rằng là sẽ làm cho các bạn hài lòng. Bởi vì cái khóa học này không phải là khóa học đầu tiên của mình, mà đến bây giờ là đã là khóa thứ 5 rồi. Đương nhiên các cái môn học khác thì mình chạy lâu rồi, nó nhiều khóa lắm rồi. Riêng cái khóa phong thủy cấp tốc mà hành nghề này á, thì đây là khóa thứ 5. Thì cái thời điểm năm ngoái mà kể từ khi bắt đầu mình triển khai cái khóa học này mà mình đăng bài, thì chắc có rất là nhiều người lên châm chọc, cũng như là lên, phải nói rằng là lên, thậm chí là có nhiều người nói năng rất là khiếm nhã, thậm chí là chửi rủa mình là cái khóa học này là khóa học gọi là lừa đảo, đúng không ạ? Rồi là chỉ có lừa đảo mới trong vòng có mấy ngày này mới dạy được các cái học viên mà có thể hành nghề được. Thì đương nhiên khi mà mình đã đưa ra một cái chương trình học thì mình đã có cái sự tính toán rồi, và cái khóa học đó mặc dù có rất là nhiều người nhảy vào ném đá, nhảy vào chửi bới, thậm chí là xúc phạm mình, nói mình lừa đảo, thậm chí là chửi rủa mình, nhưng mà mình vẫn tiến hành là giảng dạy, và rất là may mắn là có khá là nhiều
học viên vẫn đã theo học mình thì vẫn ủng hộ, cũng như là một số người mà quen biết hoặc là xem kênh YouTube của mình thì người ta vẫn tham gia đăng ký khóa học, và sau khi đăng ký khóa học thì người ta rất là hài lòng. Và từ đó, từ cái khóa học đầu tiên mà mang lại cái sự hài lòng của học viên tại cả thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại Hà Nội, thì sau đó mình đã tiến hành khai giảng các khóa tiếp theo, và đến bây giờ thì khóa này là khóa thứ 5, không phải là khóa đầu tiên. Vì vậy các bạn có thể yên tâm vào cái chất lượng giảng dạy cũng như là cái kiến thức mà mình sẽ chia sẻ, mình sẽ mang đến cho tất cả các bạn ở tại cái khóa học phong thủy cấp tốc hành nghề này. Đó là điều chắc chắn nên các bạn có thể yên tâm. Lịch tại Hà Nội thì mình nhắc lại là từ ngày 29 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 10. Các bạn lưu ý lại cái này. Vậy thì những bạn, cuối cùng là những bạn mà ở xa thì các bạn như thế nào? Thì những bạn ở xa thì các bạn có thể online nha các bạn. Bởi vì khóa học này mình cũng sẽ mở cho các bạn, nếu các bạn không có điều kiện để các bạn đi tới thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội học thì các bạn có thể học online được. Mình sẽ có cái lớp online dành riêng cho các bạn, thì các bạn cũng có thể liên hệ qua YouTube hoặc là qua Facebook hoặc là qua số điện thoại của mình để biết thêm. 0973065391. Mình nhắc lại, mình là thầy Tuệ Minh Nguyễn Mạnh Cường. Đây là số điện thoại của mình. Các bạn có thể liên hệ để các bạn tìm hiểu thêm cái khóa học này cũng như là để có thể đăng ký cái khóa học này. Số lượng tối đa mình nói 10 học viên trở lại thôi. Dù có đăng ký nhiều hơn mình cũng sẽ không nhận và sẽ hẹn vào những cái khóa tiếp theo. Và nhắc lại nữa là những ai ở xa các bạn có thể học online. Và học online của mình nó có một cái thuận lợi rằng là các bạn không cần thiết phải đúng cái giờ này vào học. Bởi vì đúng giờ này thì đương nhiên mình sẽ phát live trực tiếp trên lớp học. Nhưng mà video thì vẫn được lưu lại trên lớp học đó, trên cái khóa học đó, trên cái group đó. Thì các bạn có thể vào học sau cũng được. Các bạn rảnh khi nào các bạn có thể vào học lúc đó, không sao hết. Và nếu như có gì thắc mắc chưa hiểu, các bạn có quyền hỏi mình thoải mái. Tất cả những kiến thức này mình sẽ chia sẻ và mình sẽ trả lời giải đáp hết tất cả các bạn, chứ không bắt buộc các bạn phải đúng vào cái giờ giấc này, đúng vào những cái ngày này các bạn bắt buộc phải có mặt để mà các bạn nghe online đâu. Các bạn có thể học sau và học lúc nào, bất kỳ lúc nào các bạn cảm thấy thuận tiện. Rồi, như vậy là phần giới thiệu về khóa học phong thủy cấp tốc hành nghề đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn tại lớp học.